ở lâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đội ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao. Tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan. Tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Chuyện xưa qua rồi còn nên trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Người ơi người ơi. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Bộ dàn tiếp theo mà ngày hôm nay em có soạn ra để giới thiệu tới các bác trong cái phân khúc size giữa trung và nai giữa trung một chút thì đến từ thương hiệu Kenwood. Đây là một bộ dàn với tên mã là Kenwood K1000. Trước đây trên kênh của em thì cũng đã giới thiệu tới các bác rất là nhiều những phiên bản K1000 về hàng tại shop. Đây là một trong những cái bộ dàn K1000 về hàng tại shop với mức giá rất là hấp dẫn, chỉ 15,5 triệu kèm hai khiển zin đi kèm. Các bác lưu ý nhá, 15,5 triệu và kèm luôn hai khiển zin chứ không phải là hai khiển học, và chỉ duy nhất bộ này có mức giá như thế thôi. Đây là một giá siêu hợp mà em muốn dành tới cho khách hàng. Bộ dàn này nó sẽ đáp ứng được cho các bác chơi nhạc ở những không gian khoảng từ 25 tới 30 mét. Và với cái nhu cầu chơi nhạc bolero, chơi nhạc trữ tình, guitar, không lời, đây là một trong những cái bộ dàn thể hiện xuất sắc những thể loại nhạc như thế. Ngoài ra thì cái nhu cầu của các bác hiện tại trên thị trường đang sử dụng Smart TV rất là gì nhiều, và cái nguồn nhạc ở trên mạng cũng tương đối là nhiều. Vì thế là đây là một trong những cái bộ dàn các bác cũng không thể bỏ qua với cái khả năng giải mã tín hiệu từ Smart TV với hai cái đường quang vào khác nhau, thì các bác có thể giải mã rất là tốt. Và đây là một trong những ưu điểm vượt trội so với những cái bộ dàn chung cùng mức giá cũng như cả trên mức giá đều không có được. Thì các bác phải lưu ý bộ này giúp em nếu mà các bác chơi nhạc với cả cái giải mã từ TV. Kenwood K1000 nằm trong cái dòng sản phẩm CDK của hãng, và đây là một trong những sản phẩm rất là phá cách với cặp loa đã được thiết kế cách điệu đi rất là nhiều so với cái form truyền thống của những cái bộ loa của Nhật. Hai thớt về hàng, loa về hàng với hình thức em đánh giá khoảng 95%, đầy đủ phụ kiện như các bạn nhìn dưới đây, gồm hai điều khiển zin, một cáp đồng trục và một catalog hướng dẫn sử dụng. Dàn chung, trước khi chúng ta nói dàn chung thì những cái sức giam như này này chúng ta sẽ không thể tránh khỏi. Nó phát sinh từ đâu ra? Nó phát sinh từ trong quá cái trình kê, chúng ta kê hai cái thớt này chồng lên nhau và chúng ta nhấc lên nhấc xuống rút ra rút vào. Cái này thì nó đã bị từ bên cái chủ cũ bên Nhật về Việt Nam, và em có không có đi sơn sửa gì cả để luôn cho các bác về sử dụng, và cũng quay cũng chi tiết luôn cho các bác để khi các bác mua hàng ở xa nhận được hàng cũng không thắc mắc tại sao lại không quay những cái phần xước nâng như này. Đây là cái phần xước hình dạng bút chì viết vào chứ nó không bị sâu vào sắt đâu các bác nhá. Cái thớt CD phía dưới thì cái hình thức nâng còn đẹp hơn này rất là nhiều, tuy nhiên tại sao lại kê cái thớt âm lên trên? Mục đích em kê cái thớt âm ly lên trên của những cái thiết bị mà về hàng bên em ấy, nó đều muốn cho cái âm ly khi nó sử dụng, nó hoạt động, nó tản nhiệt ra cái nỗ van này, nó sẽ tản nhiệt lên phía trên và không bị hấp thụ vào một cái sản phẩm khác. Ví dụ các bác kê CD ở phía trên, kê CD phía trên thì khi bác chạy trong thời gian dài thì cái hơi nóng đây nó sẽ hấp thụ vào cái bộ cơ các bác, thì nó gây cho cái thiết bị, cái mắt đọc nó lại không tốt trong quá trình sử dụng. Đây là một cái tip nhỏ thôi, nhưng mà em thường em sẽ kê CD ở trên. Tất cả những vị thoát hơi em sẽ kê cái CD, kê thiết bị đó ở trên hết. Ok. Kenwood K1000 được thiết kế và xuất xưởng với hai thớt, và các bác có thể thấy là hai thớt nó được thiết kế với cái form cũng khá là đồng dáng với nhau, một mặt CNC nhôm phay phía trước này. Chúng ta sẽ có một cái ampli với công nghệ Clear A cho cái chất âm trong sạch và chi tiết với độ nảy hơn.
Đó, các bạn có thể bật tắt chế độ này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái âm ly tích hợp luôn cái chế độ FM ở trên này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng nhiều đến cái chế độ FM ở thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có một cái nút chỉnh ở đây. Nút chỉnh này cũng sẽ giúp các bác có thể đổi những đường vào khác nhau. Ví dụ này, đó, đổi qua những đường chơi khác nhau. Ngoài ra thì cái tính năng này chúng ta có thể điều khiển trên cái remote gin của máy, chứ chúng ta không phải điều khiển ở gần đây đâu. Cái đường đi audio này rất là hay này. Trên những sản phẩm của Kenwood, đi audio này là một cái đường vào của âm thanh 3.5. Các bác sử dụng chân cắm 3.5 để chơi máy nghe nhạc hoặc là điện thoại ngoài vào. Tuy nhiên thì qua cái đường đi audio này nó sẽ qua chip giải mã. Đó. Ok, còn âm ly này thì nó vẫn chạy công nghệ Class D, Class A. Vì thế là hình như đâu đó nó sẽ có cân nặng vào khoảng hơn 5 cân một cái âm ly này, phải em nhớ không nhầm. Bọn em bê cả hai cái nên không ướp chừng. Còn chúng ta sẽ có một chiếc CD. CD thì đọc đĩa, tất cả các loại đĩa chép rất là tốt, với các định dạng như sau: MP3 này, VKMA, ACC, Playback. Và nó sẽ xuất âm sang con âm ly này với dạng cáp đồng trục, với tần số nền mẫu các bác có thể thấy, nhìn thấy đây là 16 bit, tương ứng với 44.1 kHz. Và chúng ta cũng sẽ có một cái nút neck và nồi bài ở phía mặt trước đây. Đó, và cái đèn quát định vị trong đêm này các bác cũng có thể tắt đi khi mà không sử dụng đến. Rất là hay. Cặp loa Kenwood K1000 này thì em cũng đã giới thiệu với các bác khá là nhiều rồi. Nó sẽ được sản xuất với hai màu đen và đỏ cherry như các bác nhìn thấy đây. Loa hai đường tiếng chép đôm đường kính 3cm. Bass kích thước vào khoảng 9 đến 10cm và có một cái thiết kế hơi vắt về phía sau như này, một kiểu dáng rất là đẹp. Cặp loa cũng được đánh giá rất là đẹp. Đây em sẽ quay về phần sau để các bác cùng tham khảo một chút cộng kết nối cũng như cái cách đấu nối cái thiết bị này. Phía sau của máy chúng ta sẽ có rất là nhiều đường vào, đường của follow này, aux để các bác cắm từ những cái dây của thiết bị phần ngoài vào. Tape này, tape thì các bác lưu ý là một đường vào một đường ra, vì thế các bác phải cắm đúng đường. Còn đây này em đang kết nối cái jack của CD đồng trục này. Đường ra loa đang cắm dây bắp chuối của file xích đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một đường đồng trục vào này, đây, một đường đồng trục vào đây, một đường hai cái đường quang để giải mã từ smart TV này. Đây là hai đường quang này. Đó. Còn đây là phía sau của loa. Các bác sẽ có cặp loa LSK1000 với serial là 249, cũng sử dụng công nghệ bắp chuối ở phía dưới. Cái dáng của loa thì nó hơi thon về sau này, rất là đẹp. Đó, còn đây là phía sau của cặp loa bên này. Các bác cũng thể là email chắc chắn là sẽ trùng rồi. Tham khảo một chút. Phía trên tổng thể bộ dàn nhìn xuống thì nó cũng bị xước ra mấy cái đường lông mèo như thế thôi, chứ nó không ảnh hưởng nhiều bộ dàn. Bộ dàn này em sẽ bán ra với cái mức giá là 15.500.000, em sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng với phần cứng, không bảo hành cắm nhầm điện các bác nhé. Như bạn nhắc cũng như chia sẻ với các bác ngay từ lúc đầu của video, bộ dàn này nó sẽ chơi tốt ở những thể loại nhạc như là bolero này, guitar hòa tấu hoặc nhạc nhẹ nhàng. Và nó sẽ tương thích với cả Smart TV nữa. Ngoài ra thì đây là một bộ dàn chơi tốt trong không gian khoảng 25-30m. Và chúng ta sẽ quay vào test tiếp cái chất âm của bộ dàn này qua một giọng ca của ca sĩ Trường Vũ. Trời mưa nghe ra vô tim, du anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, nó hồn mưa ngập lâu. Thêm một thông tin một chút nữa, đó là cái bộ dàn này nó cũng có thể khả năng có tinh chỉnh bắt chép các bác nhá. Nó có thể tinh chỉnh bắt chép, biết em giờ có tinh chỉnh bắt chép và trung âm nữa. Và từ đó bao nỗi nhớ,
trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mơ tính nhỏ gợi nhớ thuở hồng trường, tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vô tim, xu anh vào kỷ niệm thao thức trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Thành khắp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó mỗi tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì. Trời mưa nghe xa vô tim, xu anh vào kỷ niệm thao thức trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ em buồn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu chân người tính nhỏ, nỗi nóng cả một đời, mối tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu chân người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời, mỗi tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Kenwood K1000.
em có giới thiệu tới các bác tính năng chất âm cũng như là cái mức giá trong cái video này. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này thì hãy liên hệ từ số Nam để bên dưới video này. Sản phẩm chỉ có một bộ nên bạn ưu tiên cho vào nhanh tay liên hệ từ số Nam nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.